Alo mọi người ơi, cuối cùng thì Tìm Lậu cũng sắp có sự kiện mới rồi. Vừa ngày hôm qua thì trên trang chủ của My Hot Pot Story có đăng tải một cái tin thông báo là sắp có sự kiện mới. Nên vậy chứ từ cái hồi mà hết sự kiện bóng đá với là sự kiện câu cá là mình thấy rất là buồn rồi đó. Tuy là vẫn chưa biết cái sự kiện này có cho đổi sổ ghi chép nhân viên hay bánh cá gì không, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ biết là có 20 loại đồ ăn nhẹ mới cũng như là trang phục nhân viên, chủ đề là lễ hội mùa xuân nha mọi người. Tuy là không biết tiếng Trung nhưng mà mình đã dùng từ điển để dịch ra thì cái sự kiện này tên là Trận Chiến của các con thú. Ngoài ra thì có tên các loại trang phục cũng như là đồ ăn, ví dụ như là rượu mùa đông nè, yếm của An Ninh nè, yếm của Tiểu Lưu, thỏ vàng trang trí Tết Nguyên Đán, yếm bà Năm. Ủa, mình đang đọc cái gì đây? Cô quan không mặc quần yếm, cái gì kỳ vậy? Mâm nhìn vậy mà không phải vậy nha. Chứ cái bát Google này dịch gây hoang mang quá à.